Em ơi, nhu cầu chạy gia đình có xe 7 chỗ gầm cao nào, giá từ 800 đến 900 triệu, mặt đời từ 2019 trở lên không? Cảm ơn câu hỏi của anh nhé. Ở đây thì em chưa thấy anh nói rõ là cần xe máy xăng hay là máy dầu, cũng như là thường xuyên di chuyển trên địa hình như thế nào. Nhưng mà với mức tài chính như trên thì anh có thể tham khảo 4 mẫu xe sau đây nhé. Đề cử đầu tiên đó là Honda CR-V. Mẫu xe này bên em hiện đang có 2 chiếc đời 2020 phiên bản L. Chiếc ngay bên cạnh em đây là xe lắp ráp trong nước, ODO là 6,4 vạn km và đã có gói an toàn Honda Sensing. Còn chiếc này là nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, ODO là 6,9 vạn km. Nếu anh cần rộng rãi hơn, mạnh mẽ hơn thì có thể chuyển qua dòng Toyota Fortuner. Chiếc xe này bên em là bản máy xăng, một cầu số tự động sản xuất năm 2019, nhập khẩu Indonesia, ODO 6 vạn km, rổ giá còn chưa đến 800 củ đâu ạ. Cùng phân khúc với Fortuner, nhiều trang bị tiện nghi hơn, khỏe khoắn hơn thì em đang có chiếc Mitsubishi Pajero Sport phiên bản một cầu đời 2021, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và ODO là 5 vạn km. Nếu anh có thể cố hơn một chút, tầm nhô 900 một tí ti thôi thì có thể cân nhắc chiếc Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu cao cấp này nhá. Hiện tại bên em đang có 2 chiếc sản xuất năm 2020, một chiếc màu đen và một chiếc màu đỏ. Không biết những mẫu xe kể trên đã có chiếc xe nào lọt vào mắt xanh của anh chưa? Nếu mà anh cần tư vấn kỹ hơn thì alo ngay cho Vika Hà Nội nhé.